Hôm trước thì chúng ta mới học xong cái method dạng get rồi đúng không? Và đô la get rồi đúng không? Đô la gạch dưới get rồi đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Ví dụ ở trong này tôi có một cái form, vẫn có một cái form như bình thường HTML. Đây. Vẫn có một cái form action bằng index gạch dưới submit.php. Tuy nhiên tôi sẽ có cái method nữa là bằng post. Trong cái form này tôi sẽ có là và thể div này. Div có cái tag là username. Cách ra chúng ta có một cái input dạng tag có name bằng username. Một cái div nữa. Đây là password đúng không? Thường thường màn hình đăng nhập sẽ có password. Xong chưa hả Thắng? Tại sao lại thế? Đứa nào xóa? Cái gì? Ông xách máy lên đây. Ông làm sao cho nó cài được thì thôi. Không phải là không làm được, xong rồi lại về lút cút về chỗ như vậy. Phải chưa? Mang máy lên. Password này, name là password. Và chúng ta có một cái div nữa. Đây là button. Type bằng submit. Đây là chữ submit. Được chưa? Và chúng ta tạo ra một cái file. Tôi để thời gian chúng ta làm phần này nha. Xong đó chúng ta tạo file index submit. Xong chưa? Xong giao diện chưa? Rồi. Chúng ta sẽ copy cái index submit.php này, tạo ra một cái file mới. Ở đây, code php. Rồi để cho nó có chạy mà. Đây là echo chạy rồi. Vậy thôi, để biết là nó chạy mà. Được chưa? Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta chạy lại cái trang cái file kia. Đây là localhost sược K31 B2 sược L45. Đây là L46 á. L46. Đây, username và password đúng không? Đúng chưa?
username và password. Không kìa. Khoan nào. Chạy rồi, echo chạy rồi hết. Đây. Được chưa? Nào, chúng ta để ý này. Như form bình thường của chúng ta viết text vào đây, viết text vào đây. Submit thì nó lên đây đúng không? Ví dụ, submit thì nó sẽ lên index submit.php hỏi chấm username bằng cái gì tôi vừa gõ vào và password bằng cái mớ tôi vừa gõ vào đúng không? Được chưa? Nhưng mà đấy là nó là thuộc, nếu mà tôi để cái này nó là thuộc kiểu request dạng get. Nếu mà tôi để nó thuộc dạng request dạng get thì ok. Đây, nó sẽ lên là username giảng viên cái gì đấy. Cái gì đấy, đúng không? Password bằng cái gì đấy, đúng chưa? Nhưng mà nếu mà tôi để cái method này dạng post thì các bạn coi lại nhá, xem nó thành cái gì. Vẫn dữ liệu cũ. Nó lên ở đây mỗi index submit.php. Đúng không? Các bạn check thử xem có giống thế không đã. Test thử đi. Method dạng get và method dạng post. Bây giờ test đúng không? Rồi. Thế bây giờ câu hỏi đặt ra thì cái dữ liệu kia vứt đi đâu? Dữ liệu vừa nhập submit lên thì vứt đi đâu? Làm sao để lấy nó ra được? Đúng không? Giờ sao? Làm sao để lấy ra được? Chúng ta để ý. Thực ra dữ liệu nó vẫn còn đấy và nó vẫn gửi lên như bình thường. Gửi từ trang index sang trang index submit vẫn như bình thường. Chúng ta vào phần network. Mở in developer tool lên vào phần network. Được chưa? Không chưa? Rồi, back lại. Tôi hỏi là code xong phần này chưa? Back lại trang kia, reload trang này. Được chưa? Chúng ta vẫn viết thông tin bình thường, bấm submit. Chúng ta nhìn thấy cái này nó thay đổi đúng không? Có nhìn thấy nó thay đổi không? Không. Chén. Có. Rồi. Cái phần ở dưới này các bạn lưu ý này, tập trung vào đây. Cái phần bên dưới nó rất là quan trọng nhá. Sau này chúng ta còn Ajax, Ajax cơ. Cái phần này nó rất là quan trọng này. Cái phần này á, nó là cái đích của cái request của các bạn gửi lên, nó là về đâu. Được chưa? Ví dụ như cái form vừa rồi chúng ta điền thông tin xong chúng ta bấm submit thì là chúng ta, nếu mà chúng ta code ra, chúng ta biết cái form này nó sẽ gửi đến file là file gì, index submit.php đúng không? Nhưng mà nếu ở dưới trình duyệt chúng ta cũng có thể theo dõi được cái vấn đề đấy. Nó ghi rất rõ ràng ở phía dưới này, đây là cái đường dẫn, cái file sẽ nhận dữ liệu của cái form submit lên, được chưa? Và bên này này, nó là thông tin về cái request gửi lên server, được chưa? Thì chúng ta đọc ở đây, đây là đường dẫn này, đầu tiên là cái đường dẫn này. Thấy không? Localhost gì đấy? K31B2L46 index submit.php, được chưa? Nó là đường dẫn chính xác đến cái file PHP nào sẽ nhận cái request này gửi lên. Được chưa? Tiếp theo các bạn đọc tiếp cái dòng ở phía dưới là dòng request method là post. Được chưa? Thì hôm trước chúng ta học cái kiểu request method là
get rồi đúng không? Viết chữ get ở trong phần method là request method là dạng get rồi đúng không? Thì ở đây nó là post. Thế tại sao lại có phân biệt ra post và get? Và sẽ còn những cái loại request method nào nữa? Đúng chưa? Chúng ta sẽ phải đặt ra những cái câu hỏi như thế. Thì ví dụ ví dụ như bây giờ tôi hỏi chúng ta một câu. Chúng ta muốn uống thuốc, sử dụng thuốc vào trong cơ thể có bao nhiêu cách? Tiêm, uống, còn gì nữa? Còn cách khác nữa? Bôi, chính xác. Gì nữa? Hả? Lăn. Đúng. Nhỏ một cách. Nhỏ. Đúng nhá. Nó vào rất nhiều đường đúng không? Thì cái việc code ở website nó cũng vậy. Giống như việc chúng ta ăn cơm hay uống nước, ăn cũng có nhiều cách ăn đúng không? Thật mà. Có những ông bị vấn đề về cổ họng là phải truyền thẳng nước thẳng đồ ăn vào, có nghĩa là dịch đồ ăn vào trong dạ dày luôn, truyền thẳng luôn chứ không qua đường thực quản nữa. Đúng chưa? Thì ở đây chúng ta cũng vậy, để gửi thông tin lên server chúng ta có rất là nhiều cách khác nhau. Thì ở đây tôi bật mí cho chúng ta có bằng này cách. Get, post, put, pack, delete, copy, head, option, link, unlink, post, lock, unlock, profile. Có rất nhiều cách. Đấy chưa? Nhưng hai cách nổi tiếng nhất của chúng ta chỉ là get và post thôi. Và HTML hiện tại nó cũng chỉ mới hỗ trợ cái việc get và post thôi. Đấy chưa? Chứ còn thực ra chúng ta có rất là nhiều cách, không phải ghi vào làm gì cả. Phần này không phải, chỉ cần nhớ tôi một điều. Đó là cái request method gửi lên trên server có rất nhiều cách. Vậy là được. Ngày xưa tôi đi phỏng vấn fail bởi vì cái câu này. Đợt đấy làm Java. Thế là đi phỏng vấn, ông ấy hỏi là theo em là cái việc gửi request lên server có bao nhiêu cách. Mình hồn nhiên trả lời là có hai cách, là get và post. Hết. Thế là tách luôn, tách thẳng thẳng luôn. Thế sau đấy mình đi tìm hiểu thì nó còn rất là nhiều cách khác nhau. Tất nhiên mỗi cách thì nó có một mục đích riêng. Và tí nữa tôi sẽ nói cho các bạn mục đích nó là cái gì. Thì ở đây chúng ta có để rất nhiều cách đúng không? Được chưa? Và mỗi một cái loại này nó đều có sự phân biệt khác nhau một chút thôi. Ví dụ cách get của chúng ta, nếu mà tôi sửa lại cái get thì URL những cái tham số trên cái form nó đẩy lên đây đúng không? Đúng chưa? Chúng ta có nhìn thấy không? Có nhìn thấy và hoàn toàn là thay đổi được cái giá trị ở trên URL. Nếu thích thì mình sửa thôi, enter xuống phát nữa là được đúng không? Được chưa? Thế vậy thì nếu dùng cái request dạng get đấy cho cái chức năng là đăng ký và đăng nhập thì sao? Nó nhìn thấy cái tài khoản và mật khẩu của mình. Làm sao mà mình đảm bảo được là cái việc đăng ký đăng nhập của mình không có thằng nào ngồi đằng sau? Đúng không? Đây chỉ nói là cái việc là người ta nhìn bằng mắt thường thôi. Chứ thực ra nó cũng chẳng phải đến mức là bảo mật cái gì cả. Được chưa? Nhưng mà nếu mà dùng cái request dạng post thì thứ nhất là nó không hiển thị ở đây, để tránh được cái trường hợp là có thằng ngồi đằng sau soi. Đúng không? Và cái thứ hai nữa là cái request dạng post chúng ta vẫn đẩy cái dữ liệu lên server bình thường bằng cách kéo xuống dưới username đây, password đây. Thấy chưa? Có nhìn thấy không? Đây này, kéo xuống dưới cùng ấy. Nhìn thấy username password chưa? Chứng tỏ là giữ đây này. Bật cái của ông ra. Thấy chưa? Đấy, header. Kéo lên. Nữa. Đấy, thấy chưa? Thấy username password chưa? Được chưa? Chứng tỏ là dữ liệu có gửi lên chứ. Được chưa? Bây giờ lấy dữ liệu ra ngoài này. Request dạng get thì chúng ta có $ get đúng không? Thế vậy thì với request dạng post thì chúng ta có gì? $ post. Đóng mở ngoặc đây là username. Đúng không? Lấy ra chưa? Test đi.
Có ra không? Cái sam là hôm vừa rồi mà. À hôm thứ hai quên. Xong chưa? Đó. Thì bây giờ là chúng ta đã lấy, chúng ta thứ nhất tập trung này. Thế vậy bây giờ đến cái phần là tại sao chúng ta lại phải sinh ra nhiều cái method như thế này. Ngoài cái việc là để giấu cái tham số và cái giá trị của tham số trên URL đi, còn có tác dụng gì không? Thử nghĩ là còn tác dụng gì không? Làm cho nó khó hơn này. Không phải. Không, chẳng thấy bảo mật hơn tí nào. Các bạn để ý này. Cái việc đến cái trình duyệt, nó còn lấy được data của cái form của chúng ta lên nữa là cho cái bọn hacker. Tôi chỉ các bạn tin bây giờ tôi cho tôi vào, tôi quyền truy cập vào cái switch của chúng ta, cái set point ấy. Các bạn làm cái gì tôi biết hết không? Có tin không? Không tin à? Làm được thì mất gì? Không dẹp. 5.000 thì dẹp đi. Dạy chúng mày để chúng mày phá hoại. Đó, thế về ý, lý do vì sao chúng ta lại... Đấy. Cho nên là người ta có thể lấy được hết tất cả những dữ liệu của chúng ta gửi đi, trao đổi với nhau như nào mà còn biết hết. Thế vậy thì bây giờ làm nào để... Thế vậy thì chứng tỏ là không liên quan đến bảo mật lắm đúng không?
Vậy thì tại sao phải sinh ra nhiều thứ như này? Ví dụ này, một file a.php, được chưa? Một file a.php, tôi hoàn toàn có thể làm cái điều như sau. Nếu tôi gửi lên đây tin request dạng get, thì file a này sẽ output cho chúng tôi một cái giao diện. Ví dụ file này của tôi là file login.php, .php thì nó sẽ đẩy ra cái giao diện đăng nhập. Thì cái này không khó đúng không? Tương đương với việc chúng ta gõ vào trong cái đường dẫn trình duyệt là localhost sượt thư mục sượt login.php thì nó sẽ hiển thị ra cái giao diện đăng nhập, không vấn đề gì cả đúng không? Nhưng mà nếu mà ở cái giao diện đăng nhập này nó có username này, có password này, được chưa? Và có button submit này. Khi mà bấm vào button submit này, nó lại gửi lại một cái request dạng post lên chính cái file login.php này thì sao? Có vấn đề gì không? Có được không? Thứ nhất là có được không? Tại sao không? Trong cái form này tôi viết caption là login.php. Có được không? Method bằng post. Thứ nhất, khả năng này có thể xảy ra không? Có không? Xảy ra được như sau, chuyện bình thường mà, đúng nhá. Bây giờ tôi gửi lên nó là một cái request dạng post, thì ở trong cái file PHP này tôi sẽ làm cái việc như sau. Một, kiểm tra xem cái request là get hay là post. Nếu là get thì sinh ra cái giao diện này, nếu là post thì tôi sẽ thu thập thông tin user, thu thập data, sau đó là kiểm tra xem nó có phải là dữ liệu ở trong cơ sở dữ liệu của mình hay không. Nếu mà đúng thì cho nó sang trang quản trị, còn nếu mà không thì lại hiển thị thẳng là cái giao diện này, đúng không? Hoàn toàn có thể làm được cái việc này, đúng chưa? Chỉ thứ nhất là chúng ta có thể làm được rất nhiều logic trên một file PHP, đúng không? Để làm gì? Để chúng ta đỡ phải tạo ra những cái file khác nhau. Thế ví dụ như bây giờ, nếu như bình thường các bạn nghĩ là ok, vào login.php thì sinh ra cái giao diện này, xong submit cái form này lên thì nó đẩy ra một cái file PHP khác để xử lý, đúng không? Thứ nhất là thừa file, không cần thiết, code ở đây nó không nhiều, cho nên là không cần thiết phải làm cái việc đấy, đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể xử lý rất nhiều logic, rất nhiều luồng dữ liệu trên một file PHP, đúng không? Và cái này nó giúp, thứ nhất là tiết kiệm được cho chúng ta các cái file code, càng ít file chúng ta càng dễ quản lý, đúng chưa? Cái thứ hai là được gì? Tận dụng được không gian tên. Sau này các bạn hãy thử tưởng tượng, chỉ login không mà chúng ta đã phải dùng đến hai file rồi, đúng không? Thế vậy thì nếu mà quản lý một cái website lớn, một trang thương mại điện tử to chẳng hạn, thì nó sinh ra bao nhiêu? Hàng nghìn trang, hàng nghìn file PHP. Đêm đấy chỉ nhớ được cái file, cái chức năng nào xử lý ở cái file nào cũng đã chết rồi, đúng không? Thế cho nên là chúng ta tiết kiệm được khá nhiều về cái không gian tên nếu mà chúng ta tối ưu hóa cái việc xử lý web bằng cách này, được chưa? Ví dụ bây giờ đấy, tôi show cho các bạn khoảng chục cái web method, đúng không? Vậy tôi tự quy định với team của tôi như này: cứ cái request nào dạng get thì là request đấy sẽ xử lý, là sinh ra giao diện để người dùng tương tác. Cứ cái request nào dạng post thì là sử dụng cho việc là cập nhật dữ liệu, tức là thêm dữ liệu vào trong hệ thống hoặc là chỉnh sửa dữ liệu trong hệ thống. Cứ cái request nào dạng delete, đây nó có cái loại delete này, request type bằng delete, đây đúng không? Đúng chưa? Thì nó sẽ làm cái nhiệm vụ gì? Xóa cái dữ liệu đấy khỏi cơ sở dữ liệu của mình, đúng không? Rồi cứ cái nào dạng put là ấn vào, đúng không? Thì là tương đương với cái nhiệm vụ là lưu file ảnh hoặc là file video hay là file tài liệu lên server lưu trữ, đúng chưa? Đấy, chúng ta tiết kiệm được không gian tên và chúng ta tối ưu được cái method của cái việc lập trình web cung cấp, đúng chưa? Đã thấy chuyên nghiệp hơn chưa? Đó, đấy là lý do vì sao chúng ta phải sinh ra nhiều thứ như thế này. Và những cái tên này thường thường là rất là dễ hiểu luôn. Tiếp theo bây giờ tôi sẽ bày cho chúng ta cách phân biệt được cái request dạng gì nhé. Coi này,
Coi này. Bây giờ tôi tạm thời tôi để cái này đây nhá. Tôi sẽ echo tiếp. À, Vadam đi. Vadam. Tôi hay dùng thằng Vadam này hơn. Vadam đô la gạch dưới server. Ở trong này là một cái string đúng không? À, một cái mạng đúng không? Ở đây tên là request trừ method. Request method. Viết đi, viết ra đi. Được chưa? Xong chưa? Rồi, test thôi. Xong thì phải tự biết đường đi mà test đi chứ. Cái này chỉ có refresh trang thôi chứ có cái quái gì đâu. Quả xong tắt cả. Đây, request. Gì đây, chữ gì đây? Port đúng không? Bây giờ nếu mà tôi bấm vào đây tôi enter xuống thì nó là chữ gì đây? Đã phân biệt được chưa? Đấy, bấm vào đây enter xuống, có nghĩa là mình viết thẳng cái đường dẫn đến cái file này vào enter xuống thì nó sẽ là request dạng get đúng không? Phải submit từ form lên nó mới chuyển sang port. Back sang bên kia khổ lắm. Đây, reload trang này, back submit cái này lên có phải là chuyển sang port không? Bởi vì mặc định khi mà chúng ta viết cái đường dẫn lên trên trình duyệt và enter xuống ấy, đấy là cái trình duyệt nó sẽ tự hiểu là nó phải gửi cái request dạng get đi. Được chưa? Trình duyệt nó không mặc định có cái trò nào mà gửi request dạng port lên cho chúng ta đâu. Chúng ta phải gửi bằng JavaScript hoặc gửi bằng form thì nó mới có được. Được chưa? Hoặc chúng ta có thể cài cái thằng Postman giống như tôi ấy thì mới gửi được. Ví dụ tôi copy cái đường dẫn này nhá. Copy đường dẫn này vào thằng Postman kia. Đấy, tôi viết cái đường dẫn này ra đây. Đây, tôi viết cái đường dẫn đấy ra đây đúng không? Request method dạng get này. Send thì nó ra là dạng nhầm. Nó sẽ ra cái dạng get đúng không? Nếu tôi sửa lại cái này thành port, tôi gửi đi thì nó sẽ là dạng port này. Đúng chưa? Tôi gửi chuyển cái này thành delete chẳng hạn. Đúng chưa? Xong. Đã phân biệt được chưa? Tức là chúng ta có nãy giờ nói không hiểu, chúng ta có thêm một cái. Hôm trước tôi gọi cái này là cái gì? Server. Đô la làm biểu thị cho cái gì? Biến, đúng không? Nhưng biến này mình không phải tạo ra, đúng chưa? Biến có sẵn ở trong PHP thì gọi cái này là magic variable. Magic ấy, phép thuật ấy. Magic. Được chưa? Variable. Variable là biến, magic là phép thuật. Hay nếu mà dịch sang tiếng Việt nó kiểu nghe văn hoa một tí là biến kỳ diệu. Khổ lắm cơ. Vừa dạy tiếng Việt, vừa dạy tiếng Anh.
Được chưa? Chúng ta có cái biến giống như kiểu biến get và biến post ấy. Được chưa? Thì nó sẽ là gì? Những cái biến nó có sẵn của PHP nó cung cấp cho chúng ta và chúng ta phải nhớ và dùng với thế thôi, có mỗi thế thôi. Và cái thằng này nó hoàn toàn có thể lấy được cái IP của chúng ta đấy cơ. Thật mà. Test xong này chưa? Tôi chỉ cho cách lấy IP. Được chưa? Cắm dây mạng vào. Không, tức là server hoàn toàn có thể detect được người nào đang request vào trong server luôn. Đây chuyện bình thường, các ông gửi sử dụng dịch vụ của tôi phải lấy được cái địa chỉ của ông là chuyện bình thường. Được chưa? Bạn này tên là gì? Thành à? Thành kia. Ok là gì? Hình ờ. Hình gọi cho tôi cái này. Chỉ mình là Hình đi nhá. Tôi comment cái này vào nhá. Remote trừ ADDR. Comment nốt cái dòng dưới này vào. Remote ADR. Không nhập. Không nhập. Đăng tôi cái IP của ông. Đấy, IP config ở trong CMD. Nào đọc nào. 192 chứ bao nhiêu? Không đọc dây mạng không đấy? Rồi. Bao nhiêu? Cái đoạn 192 IP, IP, config. Bao nhiêu? 192.168.1. bao nhiêu? 113. Dạ, đường dẫn đến cái đường có cổng không? Có cổng 80 hay là mấy? Cổng 80. Đường dẫn đến file thư mục là gì? L46 đúng không? Sườn index. Chấm PP nghĩ này thôi gì? Đây là cái file có form file kia thì là index xong đi à? Đấy, các bạn vào đi, các bạn cắm dây mạng khác vào đi. Vào theo cái đường dẫn này. Xem có phải nhìn thấy cái IP của mình không? Server lấy được và nó trả ra ngoài, tức là các bạn tự nhìn thấy không? Nếu mà nói chuyện đến cái vấn đề là hack một hệ thống
thì bọn hacker luôn luôn phải tìm cách để giấu cái ID của nó đi. Được chưa? Bởi vì dựa cái ID này nó hoàn toàn có thể xác định các bạn ở đâu trên cái thế giới này luôn. Thật mà, mỗi một đất nước nó sẽ được nằm trong một giải IP nào đấy. Chính là cái đầu này. Không phải 192 này, trong mạng local thì nó mới là 192. Thế còn con server của tôi hôm trước các bạn thấy nhìn thấy nó là tổng là đầu bao nhiêu? 12 mấy ấy. Đây, 128 này. 128 này là đầu của Singapore. Con server tôi đang đặt ở Singapore. Được chưa? Thế nên nó mới có cái đầu là 128 kìa. Cho nên nó sẽ detect được các bạn là ở đâu luôn, hình như Việt Nam là 113. 113 hay là 1 mấy. Tôi không nhớ lắm, hình như là 113 hay là 125 gì đấy. Là biết các bạn là ở cái đất nước nào luôn. Được chưa? Tiếp theo là gì nữa? Là khi mà đã lấy được IP rồi, nó hoàn toàn theo dõi được các bước, các cái hành động của các bạn ở trong hệ thống của nó là cái gì không? Bởi vì trong hệ thống nào cũng sẽ có cái thứ người ta gọi là ghi log, ghi lịch sử tương tác, tức là những các bạn vào trang nào, làm cái gì, nó đều ghi lại hết luôn. Thật mà, kể cả Google bây giờ, kể cả bây giờ các bạn vào trang A, trang B, Google nó cũng biết hết luôn. Nên đừng nghĩ mình an toàn, được chưa? Và gì nữa? Đấy là thứ nhất. Không phải ai chẳng biết là thằng kia đi xem phim. Xóa cũng không hết. Đấy là xóa lịch sử ở trên trình duyệt của mình. Nhưng mà đây là cái bước đi của mình, bị bọn Google nó theo dõi lưu ở hệ thống cơ sở dữ liệu của nó mà. Thế làm sao mà xóa được trên đấy? Được chưa? Đấy là một cái thứ không. Cái này không phải là mang mục đích xấu gì cả. Đây là tự bảo vệ mình. Ví dụ như trường ngày xưa tôi học là đại học MIT, từng có một ca là sinh viên nó hack điểm, hack sửa điểm của trường luôn, và sửa điểm của đứa khác luôn. Thế là đợt đấy làm ung sùm lên trên HVA là trang Hacker Việt Nam Association, là tổ chức cộng đồng hacker Việt Nam, làm con sò lên trên đấy. Thế là vì sao là bị tóm và bị đuổi học mấy nước? Bởi vì sao? Bởi vì nó detect được cái IP là của máy đứa nào luôn. Máy ai nó biết hết mà. Có cơ chế lock hết của server. Hả? Ra quán net không vào được server trường. Bởi vì trường nó có cơ chế để vào được mạng ấy, phải đăng ký MAC với trường. Đăng ký cái MAC address. Mỗi máy có một cái MAC address là duy nhất. Cho nên là đứa nào vào làm gì biết hết mà. Được chưa? Thế cho nên là mấy đứa thằng này nó còn khôn, nó mượn máy đứa bạn nó để nó vào thôi. Thế là cuối cùng là đứa tiếp tay và đứa thực hiện đều bị đuổi học. Thằng đấy bây giờ chẳng biết nó đâu rồi. Trường tôi có một thằng cóc vàng, gian này, cóc vàng vì hách điểm. Trước cái vụ bị bắt đấy là nó là cóc vàng rồi. Nó khó 4. Nguyễn Hoàng Giang, nhớ không nhầm. Thành công mà. Xong rồi, đấy, thứ nhất là server chúng ta phải lock lại, có nhiều khi chúng ta phải lock lại những cái thông tin này để bảo vệ mình, để biết là người nào thay đổi dữ liệu, đúng không? Chứ không thì thằng bệnh bạ nào nó vào thay đổi, chúng ta nó chẳng may nó nhặt được cái tài khoản nào đấy vào thay đổi dữ liệu, thì sau này ai là người chịu trách nhiệm? Chẳng nhẽ server phải chịu trách nhiệm, đúng không? Bởi vì sao? Có những cái tổ chức kinh tế, ví dụ như kiểu là Viettel hay là Mobile Phone hay Vinaphone chẳng hạn. Các bạn thử tưởng tượng xem, chỉ cần nó, ví dụ như ngày hôm nay là ngày khuyến mại đúng không? Nó chỉ cần sửa một con số 0 ở cái thẻ nạp điện thoại mệnh giá 20.000 thôi. Thêm một số 0 là bao nhiêu tiền? 200.000. Mà cái ngày này có biết hàng bao nhiêu người Việt Nam nạp thẻ? Hàng triệu người. Cứ thêm nhân lên là một thẻ là lỗ bao nhiêu? 180.000 nhân lên 1 triệu là bao nhiêu tiền? Không đến được số 0 rồi mà này gần hết rồi, là rất là nhiều tiền đúng không? Hàng nghìn tỷ đúng không? Đấy là hẳn một ngày chỉ cần 5 phút thôi, chỉ cần thay đổi cái sau thông số đấy trong 5 phút thì là thất thoát 1 tỷ đồng. Đấy là chuyện quá bình thường đúng không? Thế vậy thì nếu mà xảy ra cái chuyện đấy thì ai là người chịu trách nhiệm? Việt Nam tự chịu à? À, Viettel tự chịu à? Hãy đổ nó thằng hàng xóm.
chẳng có thằng nào. Bắt buộc phải tìm đến một người chịu trách nhiệm trước pháp luật của mình, đúng không? Thế vậy thì cái cơ chế lốc này là cái cơ chế giúp bảo vệ mình trong cái việc đấy, là một, được chưa? Cái việc thứ hai là gì? Các bạn ở đây có ai đọc truyện không? Truyện tranh hay truyện chữ đều được. Có hiểu vì sao mà tự nhiên đột phát trang A, chúng ta có rất nhiều trang truyện đúng không? Trang A này, trang B này, trang C này, đúng chưa? Chỉ cần một trong ba thằng này có chuyện mới thì hai thằng kia tự động auto có. Hoặc các bạn để ý này, VN Express, Dân Trí và 24 giờ là ba trang mạng nổi tiếng nhất Việt Nam bây giờ, đúng không? Các bạn có để ý là những cái bài nào của bên kia có ngay lập tức khoảng 10 phút sau bên này cũng có, đúng không? Đúng không? Thế vậy cái này nó là như thế nào? Người ta đã thực hiện cái việc chẳng nhẽ nếu mà ok nó có thì chẳng nhẽ suốt ngày ngồi bấm F5 xem nó có cái bài gì mới xong copy nội dung về up lên trang mình. Không, không ai làm việc thủ công gì đâu. Người ta sẽ sử dụng tool, viết code ra. Sử dụng tool đó là người ta gọi là cái crawler. Crawler tự viết tool ra và chạy, thậm chí là hàng giờ, hàng phút, hàng giây luôn luôn detect xem là cái trang bên kia nó luôn luôn, đây là máy chạy mà, nó sẽ luôn luôn chạy, nó check xem là ở cái trang của đối thủ xem là có những cái bài gì mới thì ăn cắp hết này. Đó là chuyện bình thường mà. Hợp pháp, ai cấm? Ai cấm được? Đúng nhá, kể cả hình ảnh đấy hết. Nó sẽ giống như cái việc là chúng ta vào một trang web và đấy chúng ta Ctrl SC ấy, tải toàn bộ cấu trúc của trang về. Xong chưa? Và bắt đầu nó lọc ra cái cấu trúc HTML, chúng ta code HTML chúng ta biết đúng không? Nó sẽ lọc những cái thẻ, những cái class ở trong cái bài viết đấy, nó lấy ra chỉ có nội dung thôi là nó up vào trong cơ sở dữ liệu của mình, thành bài code của mình. Xong. Thậm chí là tải cả ảnh về. Được chưa? Hết phim chưa? Thế là nên là thằng này có, tự nhiên thằng này cũng sẽ có. Và cơ chế để bảo vệ là gì? Cơ chế để bảo vệ chống crawler là gì? Ví dụ một server nào đấy nó chỉ có duy nhất một cái IP đúng không? Ví dụ bây giờ thằng Tùng kia hay ăn cắp bài của tôi chẳng hạn, đúng không? Bây giờ tôi chặn nó bằng cách là tôi detect đấy, tôi cho nó vào cái giải blacklist, là tôi sẽ có một cái danh sách tất cả những cái IP tôi nghi ngờ là ăn cắp dữ liệu của tôi cho nó vào blacklist. Sau đó mỗi một lần đi quét gửi lên, tôi kiểm tra cái IP của người đang gửi lên server của tôi có nằm trong blacklist hay không. Nếu không nằm trong blacklist, tôi cho nó vào bình thường. Còn nếu nằm trong blacklist thì sao? If chỉ đơn giản này thôi. Chúng ta đây là cái IP đúng không? Đúng chưa? Đây là cái IP đúng không? Chúng ta có if cái server remote address này bằng, ví dụ IP của Tùng là bao nhiêu? 192.168.1.88 chẳng hạn. Thì sao? Nếu bằng cái này thì đài. Hôm trước học cái đài này rồi đúng không? Dừng lại luôn. Tôi không chơi với ông nữa. Xong chưa? Đấy, lấy IP là để làm gì? Bảo vệ mình. Chứ đừng nghĩ là kiểu là cái gì nó cao siêu đến mức là mình lấy IP được thì mình truy cập được máy nó các thứ. Không có chuyện đấy đâu. Được chưa? Biết những cái này là để sau này mình sẽ giải quyết những cái bài toán cho mình, cho hệ thống của mình để phòng tránh và bảo vệ tài sản của mình, chứ không phải là để nó làm với những cái mục đích xấu. Phải có suy nghĩ đạo đức nghề nghiệp đi. Được chưa? Đấy. Xong chưa? Đấy là chúng ta vừa học xong về cái request. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một phần ứng dụng của cái việc request này. Thế như thế nào? Ví dụ như sau. Ví dụ vẫn là cái trang index.php này. Nào nhìn vào đây. Vẫn là trang index.php này. Tôi bỏ cái này đi. Theo các bạn bây giờ nếu mà tôi bấm submit thì nó đi đâu? Không đi đâu. Nó vẫn ở đấy à? Nó vẫn ở đấy thì như nào? Đây tôi lại vào đây. Đây như này đúng không? Submit. Nó vẫn ở đấy. Đúng chưa? Thì ở đây chúng ta có một cái bài học là gì? Khi action để chống, trong form khi action để chống
submit form lên, nó sẽ gửi lại đúng cái URL đang có trên trình duyệt. Nó gửi request lên đúng cái gì? URL đang có trên trình duyệt. Được chưa? Thế vậy thì sao? Chúng ta làm gì? Khi mà đã có, khi đã gửi lên đây, chúng ta sẽ có là code PHP đầu trang này. If $server đóng mở ngoặc request method bằng gì? Post thì xử lý cái gì đấy ở đây? Ví dụ echo ra cái $post của username. Đúng không? Thử cái nhá. Thấy chưa? Get này, đây là get này. Đúng chưa? Submit form này. Ra chưa? Và nếu thích chúng ta hoàn toàn thể die ở đây. Đúng chưa? Xong chưa? Mày vào đây làm gì vậy Hòa? Mày đang đi học tiếng Anh cơ mà. Đang học tiếng Anh bên kia cơ mà. Được chưa? Có ra không? Ủa cái thằng kia đâu rồi? Làm gì em vào trong lớp đọc điện thoại à? Mang máy ra code. Mày muốn code gì mày code? Xong chưa? Lâu thế? Nay vừa bảo quân về làm thôi sao? Cho bảo quân cho tôi. Thầy ra thì bắt ép nó. Sâu đi. Có đem gì? Nên thì bắt nó về bộ quân thầy. Có công thì không về nó kẹp. Dẹp vọng nữa. Đã chưa? Rồi bây giờ chúng ta có ứng dụng gì cho cái trò này? Để ý này.
thôi rồi, chưa làm được hay làm được tập trung vào đây. Tôi giao bài rồi, thích làm gì làm. Từ giờ đến cuối giờ biết là phải xong. Chúng ta để ý này. Bây giờ nhá, nào tập trung vào đây. Nếu, lưu ý, nếu chúng ta không có đai thì nó vừa hiển thị cái username và vừa hiển thị cái form đúng không? Đúng chưa? Thế vậy bây giờ chúng ta có gì? Nếu với cái username như này, password như này và password submit. Rồi. Tôi có yêu cầu như sau. Nếu username rộng, lưu ý này, nếu username rộng thì viết ngay dòng dưới của cái input này là vui lòng điền tài khoản. Nếu password rộng thì cũng tương tự, của thằng nào lỗi hiển thị của thằng ấy. Có làm được không? Thử trình bày cho tôi cách bạn các bạn sẽ làm. Thử trình bày tôi cái cách các bạn sẽ làm để hiển thị cái lỗi rộng này cho từng thằng một. Không dùng JavaScript nhé. Chúng ta quên cái JavaScript đi. Để dưới hai thẻ spam. Nhưng mà lúc đầu vào thì nó phải không hiển thị, bởi vì nó đã submit dữ liệu đâu. Đúng chưa? Bây giờ sao? Thứ nhất, khi mà form submit thì nó vào cái đoạn code này đúng không? Đúng chưa? Thì sao? Chúng ta lấy được cái username này. Có lấy được password không? Có lấy được password đúng không? Bây giờ sao? Compare cái dữ liệu này với cái đoạn string rộng. Nếu chúng nó bằng nhau thì là có lỗi rồi đúng không? Đúng chưa? Nào thử này. Ví dụ chúng ta sẽ có cái biến username error bằng cái này. Ví dụ thế đi. Có pass pwd error nữa bằng cái đô la gạch dưới post của password. Như này đi. À đâu, cái này là username, xin lỗi các bạn, tôi nhầm. Đây là thông tin về username và password đúng không? Được chưa? Bây giờ tôi tiến hành compare như sau. Và tôi sẽ có như sau. $error username error bằng $username bằng với string rỗng. Nếu nó bằng với string rỗng thì tôi sẽ hiển thị ở đây là vui lòng điền tài khoản. Nếu khác rỗng thì tôi sẽ để cho nó bằng null. Duplicate cái này lên cho pwd error. Vui lòng điền mật khẩu. Không nhá. Và chúng ta hiển thị ở dưới này. Ngay dưới này. Chúng tôi cho thẻ BR đi. Đây sẽ có một thẻ span có style bằng color 2.red. Tôi php echo ra cái user name error. Này có được không? Làm tương tự với cái thằng password. Thử nhá. Back lại này. Ôi giời ơi, cái gì đây? Username error à đây. Phải đưa cái username error này ra ngoài. Cho này bằng null đi, bằng null. Rồi. Password error cũng bằng null luôn ở phía ngoài này. Được chưa? Bây giờ chúng ta reload này, không có gì đúng không? Tôi xóa trắng cái thằng này đi. Submit lên. Được chưa? Cái trò này chúng ta gọi là validate dữ liệu khi mà submit lên server. Còn trong trường hợp mà chúng ta lưu ý, trong trường hợp mà nó không sinh ra lỗi thì thằng username error và thằng password error nó luôn luôn bằng gì? Rỗng. Bằng null. Đúng không? If username error bằng null và pwd error bằng null thì
echo ra đây là chúc mừng đô la username đã đăng ký đăng nhập thành công, và chúng ta tiến hành đài đây là xong gì, đúng chưa? Bây giờ chúng ta coi nếu đầy điền đầy đủ chúc mừng đăng nhập thành công. Tuy nhiên nếu mà chỉ cần thiếu một trong hai thằng, ví dụ tôi mới chỉ làm cho thằng username nhá, đúng chưa? Tôi đẩy cốt lên nhá, các bạn sẽ tiến hành validate theo luật của tôi trên kia, tí tôi viết thêm nhá. Kéo cốt về đọc lại xem là có phần nào không hiểu hỏi, sau đó làm bài tập. Thứ nhất, username không được rộng. Thứ hai, username không được vượt quá. Không được vượt quá 20 ký tự. Password nằm độ dài nằm trong khoảng từ 6 cho đến 10 ký tự. Nhìn công chữ là tôi biết mà. Đấy, rồi xem lại đi, xem có đúng không? Đâu thì tôi phải đấy. Display. Đây là chữ công chữ mặc định. Ha. Giờ để cái này không. Home family. Lên trên filter này. Không, đây này, filter này này, click vào đây. Lên trên. Đúng rồi. Đây đúng không? Đây, đây đây hoặc là đây hoặc đây nhá. Đây không? Đây không có gì được làm. Nào không đâu. Video chat đi. Phải cứ bỏ này đi mắt là nó chết đúng không? Nó sẽ không hoạt động như này đúng không? Có gì thay đổi không? À, có gì thay đổi không? Vậy là sao? Phong Roboto là phong không chân. Cái này có chân không? Cái con chân cổ này cái. Lỗi rồi, lỗi đây này. Đây này. Đây xem nào.
anh chị đã đọc đây đúng không? Ông Minh xong bài này rồi, mày lui ra ngoài một thư mục, xong lấy link vào đấy được. Thế rồi, gặp anh kia chạy lại. Giời ơi, đi làm, chạy K30, dùng cái phố của miền hồ. Quá nhục. Thầy đừng làm hạt kế. Lỗi thôi. Lỗi thôi. Ông có tin tôi ngồi với bới này một đống thôi không? Mấy làm thì vẫn nặng thế chứ. Đấy là tôi vừa một thằng ngu gì em nhất đấy. Chẳng có lỗi tự mò mình nói đấy không? Thầy đưa tâm phẩm 5 năm nữa. Không, 5 năm nữa. 3 năm nữa. 3 năm nữa coi lại được cái cốt rồi. Lúc này ông là nhất rồi. Mình sẽ mở một quả đào tạo lại thầy. Dạ, học đi nhé. Cho đứa nào Phật toán được đấy. Cái bài này là bài thật lớn nhưng mà bọn em không phải làm nữa. Tại sao không phải làm được? Dạ. Tại sao không phải làm được? Khi PSP làm là vừa giao diện các kiểu rồi thì sang cái này là tiếp tiếp thì không như làm được. Không bị hợp. Thế em bảo nó giao diện đã xong rồi thì thế em có định lấy cái của PSP em lại sẽ thành được thôi. Chẳng em biết gì cả. Không mà chỉ cho phẫu thuật cũng chẳng được. Trước cũng có kiểu kiểm tra đâu. Nhưng mà hôm nay tức là tôi được trang bị cho là bảo mình được trang bị cái thứ gì nhiều. Mình được thoải mái. Thế thì do được cái này là thôi. Em nghĩ thì xin cảm ơn nhau. Em chẳng biết chỉ mốt hả? Dạ. Chỉ mốt chẳng hạn. Mà nghiêm túc ạ. Dạ, không đi nhối thì rồi. Không phải đi nhối là lúc em thấy vừa rồi em nhảy cái xe 26K rồi. Em có ông ấy đứng kiểu rất là giống kiểu bộ đội luôn. Đừng nghiêm túc lắm, không kiểu nhí nhảy nhí nhảy ở trên xe buýt đâu. Chết. Xí xác thì cuối kỳ này cho luôn cái gì mà bây giờ cũng còn đang như thế này. Ở bên ông ấy cũng lòng phát biểu cơ là mới học được hơn 1 tháng thôi làm sao mà làm bài tập lớn. Ồ, là anh chán luôn. Chán luôn rồi là lúc sau có thể chuẩn nhé, xí xác. Có. Đây là chuẩn bị. Vậy không có cơ bản thì làm sao mà được. Mấy hôm đầu là học console gì gì à, console application gì à. Mấy buổi đầu con ngồi sau thầy dạy nhanh mà phải bọn em chuẩn bị tận đổi giáo viên rồi mà ông nghĩ lại xin khoảng 1 tháng con đi phục vụ cho thầy đọc công ty nào chết tám đứa chết dùng cái xung đi rồi. Quay lại cho diễn. Tưởng nó đi học PP mà. Nó chắc cái em là chán quá. À chán. Quay lại về phụ em rồi. Em đang ngồi lên cái bánh ăn. Một thằng Thái thỏa ra. Bánh ăn thì tôi có cái lớp 176 ở đây mà xem. Trên cái video lớp 176. Không thì vào cái kit, vào cái kit của nó vào học. À, nhưng mà cái đêm đi của nó khó sao anh? Cái đêm đi của nó khó là mèo mới đã là mèo còn nó ngồi thì nó khác được nó nhận thấy ra đâu đi trong một khẩu không thể nào đi ra Okay.
Bao giờ không giỏi
tôi thì bỏ nhát đi được. Chơi cái nhà tù. Có phải tù không? Có mùng 1, mùng 1 đến mùng 3 rồi nhà ăn, mùng 4, mùng 5 đi hội, mùng 6 thì ở nhà tù. Tù đúng rồi. Xong rồi mùng 7 đi học. Em thấy thế là hợp lý được. Không tìm thế. Làm đi. Bây giờ phải muốn quân có sao qua này kia. Muốn được đi học, muốn được đi làm. Không quay nữa, thằng quân nó sợ không làm. Ủa chứ xin nhờ một đấy. Bọn này mới học hết được khoảng 2 kỳ mới ra một sống đi làm. Không, bọn này có một thằng thằng bạn. Em mang mình thằng đấy khả hạ, tôi sẽ nhận đi sớm. Còn bạn tôi thấy một thằng tôi nhận được kia kìa. Thằng bố mạng kìa. Ok, thằng mẹ. Thằng thứ 2 đặt đi cho sạch chạm. Thằng bốn mắt này là mày gái thú nhiều rồi, đuối lắm rồi. Đúng rồi, hài lắm kìa. Trước còn thấy có tí kiềm năng. Dạo này gái thú là vậy. Đúng rồi. Em hỏi nó là làm xong chưa? Em chưa làm. Trong kệ là nhiều. Lớp này đang có thằng Tùng này đang bắt đầu tê lên. Năm văn này là anh cũng hỏi chăm hơn thì so với ngày xưa. Thế là tôi chỉ nhận xét những hướng đi lên chứ không có ai gọi tốt cả. Em thấy thằng văn lại chịu khó từ vô lúc nó còn một trường xong rồi thì chịu khó. Thằng văn thì tốt, tư duy tốt. Mặc dù đi làm thêm nhưng mà chịu khó. Nghĩ nhiều quá thì không tạo. Ok. Xem tôi làm thế nào, comment lên trên ấy, giải thích được những câu lệnh tôi làm ấy, không phải để hiểu được. Đâu nhát ra. Có 31 là bảo vệ. Thật nhớ. Chỉ có 30. Mà chưa chắc cái ngày đấy, chắc ngày đấy thì sao? Và ngày đấy tôi không đi. Thì ngày hôm nay là tôi phải bảo vệ một bàn với bảo vệ, và khi mà quay những điều thì đầu tiên là
hai mình muốn bán thế rồi còn lại cái gì không thể nhá. Em gọi điện thoại đi em, thì em kiếm tí cái gì, em gọi điện thoại đi thì em dùng tết tí em có tiền cho tết cả điện thoại sau rồi phải gọi điện thoại rồi thì đổi đi ra đổi dùng gì năm à không em biết thì nên dùng tết đi. Thế của anh tôi dùng thì mình chẳng có gì hấp dẫn. Thì nhìn X nó giống iPhone thì dùng nó giống Việt Nam. Nhìn nó dễ nổ à? Nhìn dáng nó hết iPhone, em chán thì mình mua. Nhập về sẽ không bán được. Nhập về không bán được. Em nghĩ thành một loại được là thằng dáng là bán điện thoại. Thằng kia bán tàu tàu thì mình mua. Thằng ấy em không thích bán đồ đó. Tức là ông làm bên là phải bán điện thoại đúng không? Em bán đồ hít và bán về để bán hàng nào bảo thì nó bán đồ Singapore, em bán đồ Nhật, Mỹ, cả Đức chưa có đồ Triều Tiên đâu. Thế em chẳng phải bán cái gì đâu ấy biết em bán ân thầm bán thì người ta không biết là vì cái này cái kia là bán đồ Singapore em nó lổ ghê cả. Thế mình biết là bán đồ Singapore mà nó lãi 1 triệu. Một máy lãi 1 triệu. Không có 1 triệu đấy. Dạ, có 1 triệu một máy đấy. 1 triệu một máy nó nhập về rẻ lắm đấy ạ. Dạ. Dùng xong một máy lổ 1 triệu. Không biết là bảo xong được vài đấy sẽ hỏi cái này không xong được đấy ạ. Chẳng thích cho hết công cụ đấy. Màu đen kia à? Màu đen kia à? Mấy hôm nữa về các cụ nhìn thấy trắng hiếu, các cụ lại tận cho. Em về suốt đâu, em về suốt từ hôm nó lái xe, bây giờ bắt đầu nó như đèn. Chắc là giải đẹp. Giải đẹp.